Từ thành công của đêm chung kết Doanh nhân tỏa sáng 2015, hội tụ và thăng hoa với quy mô hoành tráng, đẳng cấp, chuyên nghiệp, lan tỏa nhiều giá trị trong cộng đồng doanh nhân và dư luận xã hội. Chính gương mặt doanh nhân tiêu biểu đã được đề cử cho các danh hiệu Đại sứ Doanh nhân Việt 2015. Doanh nhân Trung Trần, doanh nhân Trần Huy Khoa, doanh nhân Phạm Đăng Anh Thư, doanh nhân Phạm Xuân Thụy, doanh nhân Nguyễn Thị Mộng Trinh, doanh nhân Trần Thị Hồng Phấn, doanh nhân Mã Đào Ngọc Bích, doanh nhân Nguyễn Văn Thành, doanh nhân Huân Nguyễn. Ai sẽ là đại sứ tài năng doanh nhân Việt? Ai sẽ là đại sứ doanh nhân vì cộng đồng? Ai sẽ là đại sứ vì văn hóa Việt? Mỗi doanh nhân được vinh dự đứng vào top 9 gương mặt đề cử cho các danh hiệu Đại sứ Doanh nhân Việt 2015 sẽ thể hiện trên các phương tiện truyền thông của chương trình một video clip tự giới thiệu 1 phút 30 giây về chân dung quá trình hoạt động, làm việc, tham gia các tổ chức xã hội, những cống hiến thành tựu đạt được của bản thân để giới thiệu với cộng đồng doanh nhân và công chúng. Đồng thời để tạo cơ sở cho việc bình chọn, mỗi gương mặt được đề cử sẽ công khai kế hoạch hành động của bản thân khi chính thức nhận các danh hiệu Đại sứ Doanh nhân Việt 2015. Kế hoạch hành động của đại sứ tài năng doanh nhân Việt, kế hoạch hành động của đại sứ doanh nhân vì cộng đồng, kế hoạch hành động của đại sứ doanh nhân vì văn hóa Việt. Hãy cùng đồng hành với Gala Dạ Vũ Doanh nhân, đêm tình yêu tỏa sáng và tôn vinh các danh hiệu đại sứ, dự án Doanh nhân tỏa sáng 2015 để cùng biểu dương tinh thần, tôn vinh tình yêu, tăng cường sức mạnh đoàn kết và thúc đẩy sự phát triển bền vững trong tương lai. Mọi thông tin về sự kiện vui lòng liên hệ Công ty Cổ phần Đào tạo Truyền thông Sài Gòn STMC, lầu 4 tòa nhà Gia Thi, số 158-158A Đào Duy Anh, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 0836221268, hotline 0918283233. Công ty Cổ phần Đào tạo và Truyền thông Sài Gòn STMC, ban tổ chức chương trình chân thành cảm ơn quý vị đã đồng hành. Rất mong gặp lại quý vị tại sự kiện Gala Dạ Vũ Doanh nhân tôn vinh các danh hiệu đại sứ doanh nhân vào ngày 11 tháng 1 năm 2015.